nên nhân cha và con cúi xin Chúa sáng soi, còn khi làm xin Chúa giúp đỡ từ khởi sự cho đến hoàn thành. Là Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con đã hợp tác để mà giúp đỡ cho ba bệnh nhân được lành bệnh. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con cũng cảm ơn cái cả những bốn bệnh nhân này đã hợp tác với công nghệ để được hết bệnh. Cha cảm ơn cộng đồng mạng đã cầu nguyện cho bốn bệnh nhân này. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhân Cha, nhà Con và Thánh Thần. Xin mời mọi người ngồi xuống nha. Trước tiên con xin chào anh Tám, đại diện điểm Hội Chữ Thập Đỏ. Chào tràng pháo tay anh chị. Chào chú Năm, thay mặt địa phương. Chào tràng pháo tay anh chị. Chào anh Tuấn là chi hội Chữ Thập Đỏ. Chúng ta cho tràng pháo tay. Các thầy lương y chúng ta cũng cho tràng pháo tay. Kể cả các bệnh nhân cũng cho tràng pháo tay. Kể cả mọi người cũng cho tràng pháo tay. Kể cả cha cũng phải cho tràng pháo tay. Có râu thì vuốt râu, mình vuốt suốt tóc. Còn đẹp trai quá. Dữ lắm à. Bây giờ cha nói như thế này nha. Chúng ta đã ra 20 mấy, gần 30 ca năng y rồi. Mà hầu như là chúng ta ca năng y nào ra viện chúng ta đều có giấy tờ gọi là giấy xác nhận của các bệnh viện. Chứ không phải là chúng ta ra viện là do ở đây nói mình là hết bệnh, mà do các bệnh viện nói. Nhưng cha nói là một lần nữa là ở đây á, là viện chẩn điều khiển liệu pháp so bóp Việt Nam, chứ không phải ở đây là trị bệnh hay là khám bệnh. Chúng ta phải hiểu cho kỹ là ở đây là cái việc làm ở đây là viện chẩn điều khiển liệu pháp so bóp Việt Nam. Hôm nay chúng ta ra viện 4 ca thì có rất nhiều ca nan y. Trước đây có rất nhiều ca nan y mà lành tính, mà chúng ta đã cho lên Hòa Hảo xét nghiệm luôn. Ví dụ như là vừa rồi là cái ca lành tính là ông Tô Văn Hùng, địa chỉ là thôn 2 Hương Trà, Hương Khê, Hà Tĩnh, tức là ở ngoài Nghệ An, ở ngoài miền Trung. Thì bệnh của ông ta là u ác phổi, và cái sinh thiết của ông Tô Văn Hùng đây, mà lần trước cha quên đi, cha cầm cái sinh thiết này cha không cho ông con. Rồi ông về nhà ông còn hoang mang, không biết ông nghĩ rằng ông chưa hết bệnh. Nhưng mà quả thật là cái sinh thiết của ông mình đang cầm đây, sinh thiết nói như thế này: vùng vỏ hạch có các mạch nang lympho thứ phát với các trung tâm mầm có kích thước khác nhau, các tĩnh mạch tăng sản, tế bào nội mô phồng to, vỏ bao hạch và các vách ngăn dày thấm nhập lympho vào và tương bào, không có hình thức ác tính trên mẫu thử này. Có nghĩa là lành tính, phải không? Không có hình thức ác tính trên mẫu thử này. Có nghĩa là lành tính. Kết luận viêm hạch mãn tính. Phó giáo sư bác sĩ Ngô Quốc Đạt, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 2018. Cái sinh thiết này được gọi là không có hình ảnh ác tính trên mẫu thử này, thì mình kết luận ngược lại là lành tính. Dễ hiểu quá trời không nè. Mà ai cầm được cái bản này người đó là lành tính nha. Bây giờ một cái phiếu mà làm tính nữa, cha còn nhiều cái lắm, mà cha lấy hai cái cho điển hình thôi. Bệnh nhân Vũ Văn Đương, địa chỉ là ở Nam Trực, Nam Định, Hà Nam Ninh, tức là ở ngoài Hà Nội nha. Ở thuộc Hà Nội nhưng mà từ Hà Nội đi ra ngoài đó nữa, chỗ Thắng đó phải không nè. Bệnh tật là ung thư dạ dày. Bây giờ là sinh thiết kết luận nè: lớp niêm mạc và dưới niêm mạc dạ dày
thấm nhập nhiều lympho bào và tương bào, tăng sản sợi, sơ hóa lớp dưới niêm mạc. Trong chất nhầy của tuyến niêm mạc không có vi khuẩn, không có hình ảnh ác tính trên mẫu thử này. Kết luận viêm dạ dày mạn tính. Và lạ này là gì? Là không có hình ảnh ác tính trên mẫu thử này. Kết luận là lành tính. Đúng nè. Phó giáo sư bác sĩ Ngô Quốc Đạt tại Trung tâm Y tế Hòa Hảo, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hai cái phiếu cha trưng dẫn, cụ thể là hai phiếu này là không có hình ảnh ác tính trên mẫu thử này. Và đây là cái kết quả cuối cùng cho bệnh nhân đó. Nha, kết quả cuối cùng. Và kết quả này thế giới công nhận, chứ không phải ai công nhận hết. Không phải riêng ai không công nhận cả. Anh Tám đồng ý không? Thế giới công nhận chứ không có không một cá nhân nào nói tôi không công nhận. Rồi. Vậy thì rõ ràng chúng ta trở lại. Cái kết quả này là không thấy hình ảnh ác tính trên mẫu thử này. Nhưng mà anh chị em nghe cha nói nè, ở trong y khoa nó có nhiều cái từ ngữ mà mình đọc vô mình không hiểu đâu. Có những cái kết luận nó không kết luận như vậy. Nó kết luận như vậy thì con nít cũng hiểu là lành tính. Mà nó kết luận như chị bữa nay chúng ta giải thích cái kết quả của chị Hồ Thị Minh Trinh trước. Chị Hồ Thị Minh Trinh là nó không có kết luận là không có hình ảnh ác tính trên mẫu thử này. Nó không kết luận vậy. Vậy thì bây giờ Hồ Thị Minh Trinh nó kết luận như vậy nha. Đây là phiếu này sinh thiết của Chợ Rẫy nè, của Trung tâm Hòa Hảo. Đây là kết quả cuối cùng mà chị là chị không còn ung thư nè. Mừng không? Đây là Trung tâm Hòa Hảo xác nhận chứ không phải mình đó nha. Mình không có quyền rồi nha. Nó kết luận nè. Hồ Thị Minh Trinh sinh năm 1966, địa chỉ xã Thuận An, Đắc Min, Đắk Nông. Bệnh trạng của chị là ung thư tuyến giáp thì phải, di căn hạch. Ung thư tuyến giáp thì phải, di căn hạch. Chắc thử tế bào học qua chọc hút bằng kim ở tổn thương của tuyến giáp. Mấy từ y khoa này đọc không, mình đọc không thông nổi, tức là mình cái từ này với từ kia nó không có dần lân. Ví dụ như là trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta dần lân không nè. Còn mấy từ này nó không dần lân, cho nên mình đâu có chuyên môn, đọc cũng phải chậm. Đặc điểm tế bào, mẫu phết gồm nhiều tế bào biểu mô tuyến giáp tăng sản, có nhân đa dạng, xếp thành đám, có chỗ tạo nhú. Có chỗ nào lành tính chưa? Có chỗ nào nói lành tính chưa? Kết luận, ca serum dạng nhú của tuyến giáp, phân loại theo hệ thống Bethesda nhóm 6. Rồi, nó kết luận như thế. Vậy có chỗ nào lành tính không? Không hiểu. Trong khi cái này nè, nó kết luận là không có hình ảnh ác tính trên mẫu thử này, thì mình hiểu là lành tính. Lành tính. Còn này nó kết luận như thế này thì làm sao mình dám nó lành tính đây? Hả nè, nó kết luận cho đọc lên lần nữa nha. Ca serum dạng nhú của tuyến giáp, phân loại theo hệ thống Bethesda nhóm 6. Ủa vậy này lành tính chỗ nào? Cho nên cái chỗ này nếu mà chị Hồ Thị Minh Trinh về nhà cầm cái miếng này thì người ta nói, ủa mày chỗ nào gọi là mày lành tính đâu? Hả nè. Rồi các những người mà có chức trách đó, họ không hiểu gì y khoa đó, họ nói mày ký giày mà làm tính gì, họ bắt mày ở tù ngay tức khắc liền. Đúng vậy không nè? Đó, chỗ nào là chỗ lành tính, không có chữ lành tính. Đó, thấy không? Vậy cái chỗ này là cái chỗ hôm nay mọi người cần nghe cha giải thích. Đúng vậy không nè? Mọi người phải cần nghe cha giải thích về nghiên cứu y học một lần. Không phải cái kết luận nào là chúng ta đọc vào chúng ta cũng biết lành tính. Nhưng mà có những kết luận chúng ta đọc vào mà chúng ta không có trình độ thì kết luận chúng ta không hiểu gì hết và chúng ta không dám nói mình hết bệnh. Vậy cái kết luận này là không, cái kết luận này không ai dám nói mình hết bệnh cả. Mà những người mà không có nghiên cứu về y khoa rồi thì người ta cho rằng đây không có lành tính. Vậy cái kết luận này là ca serum dạng nhú của tuyến giáp
phân loại theo hệ thống Bethesda nhóm 6, kết luận này là lành tính. Bây giờ cha giải thích nha, chịu nghe không? Mai mốt chị cầm cái miếng giấy này về, người ta hỏi lành tính chỗ nào thì chị sẽ giải thích. Hôm nay cha giải thích đây. Rồi nếu người ta không hiểu nữa, chị chỉ lên cái clip này câu nói nè. Nhưng mà bản chất chị biết chị lành tính là đủ rồi ha. Rồi bây giờ cha giải thích nha. Mọi người phải chịu cực nghe cha giải thích nha. Bây giờ chị Hồ Thị Minh Trinh, ngày mà chị vô đây á là chị ở địa chỉ là Đắc Min Đắc Nông. Ngày chị vô đây là ca giáp thì phải, tức là ung thư giáp, tuyến giáp thì phải, di căn hạch, bác sĩ bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh xác nhận. Ngày 19 tháng 7 năm 2018. Đây, đây là cái hồ sơ bệnh án rõ ràng đây nha. Đây là hồ sơ bệnh án ngày 19 tháng 7 năm 2018 của bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh xác nhận chị là ung thư tuyến giáp thì phải. Vậy là mình kết luận chị là ung thư mà di căn hạch. Rõ ràng nha. Bây giờ đã giải thích để mọi người hiểu. Hồ Thị Minh Trinh, người dắt vô là cha Hồ Thanh Quỳnh, phải không? Quỳnh. Thôi cha Quỳnh đi. Vậy đi. Cha Quỳnh dắt về. Cha Quỳnh dắt về. Bệnh của chị là ca giáp thì phải, đó, cộng di căn hạch. Bệnh của chị đây, chẩn đoán là ca, ca là ung thư á, ca giáp thì phải, chữ B là phải, cộng di căn hạch. Đây là ung thư ác tính 100%. Con trị bao nhiêu ngày rồi? Dạ được 52 ngày ạ. Trời ơi, 52 ngày. Ung thư ác tính 100%. Nha. Vậy bây giờ cái kết quả của bệnh viện Hòa Hảo á, là chị là ca serum dạng nhú của tuyến giáp, phân loại theo hệ thống Bethesda. Dạ, kết này là chẩn đoán là ung thư nha. Ung thư di căn 100% là chết nha. Giờ kết luận, kết luận là chữ tiếng Tây mình không nhớ, mình phải viết, mình phải dòm. Kết luận là ca serum dạng nhú, ca serum dạng nhú của tuyến giáp, phân loại theo hệ thống Bethesda nhóm 6. Đó, ngài chỉ vô trong cha là ung thư giáp thì phải, di căn hạch 100%, ung thư 100%. Hôm nay chị xuất diện ca serum dạng tuyến nhú, dạng nhú của tuyến giáp, phân loại theo hệ thống Bethesda nhóm 6. Ủa như vậy là sao nào dám nói tao hết bệnh được? Vậy mình mới đi tìm thầy chữa bệnh. Hả nè, chứ hôm nay con về rồi là con lành tính thì có gì đâu đi tìm thầy chữa bệnh. Hả nè. Vậy đâu có gì gọi là gây cấn cha với các thầy lương y ha. Đọc cái kết quả này thì các cha và các thầy lương y mới bị gây cấn. Ủa như vậy kết luận này thì lành tính ở chỗ nào? Đó. Nhưng mà theo nghiên cứu của y học, theo nghiên cứu của y học thành phố Hồ Chí Minh tập 19 số 5 ra 2015 nha,
nghiên cứu y học của ba người lớn là Nguyễn Thị Trúc Biên, Ngô Quốc Đạt, Nguyễn Sào Trung. Nguyễn Sào Trung là cái ông mà hôm nay bạn ký ra bài này nè. Nguyễn Sào Trung đó là giáo sư Nguyễn Sào Trung ký tên. Giáo sư Nguyễn Sào Trung nha. Thì ba ông này, một là Ngô Quốc Đạt, hai là Nguyễn Sào Trung, ba là Nguyễn Thị Trúc Biên. Mấy cái người làm lớn người ta tên dữ dữ không? Thí dụ như Dương Minh Phụng đồ. Chứ còn như Nguyễn Văn Tường, con Nguyễn Văn Tường có gì gai góc đó. Không nè, Nguyễn Sào Trung đồ nè, Ngô Quốc Đạt, Nguyễn Thị Trúc Biên. Ba người này là theo nghiên cứu y học ở thành phố Hồ Chí Minh, tập 19 số 5 ra ngày 2015. Thì từ ngày 1 tháng 9 năm 2013 đến ngày 31 tháng 3 năm 2015 thì đã thử nghiệm 166 ca giáp ung thư tuyến giáp. Thì trong 166 ca này nè, thì nó ở trong cái ung thư tuyến giáp này nè, nó có 6 loại. Nhóm 1, nhóm 2, rồi nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5, nhóm 6. Nhóm nha, chữ này là chữ nhóm. Bữa nay cha dạy một lần em hiểu luôn rồi. Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5, nhóm 6. Ta phân loại nè. Nhóm 1 là nhóm 1 là lành tính. Nhóm 1 là lành tính có nghĩa là gì? Nhóm 1 lành tính có nghĩa là gì? Thí dụ như mà anh bị cái một bú ở đâu, ở bất kỳ đâu còn biết, mà anh rờ vô không đau, anh đi xét nghiệm người ta, những bác sĩ sườn sườn ta, ôi đây là bú mở, chuyện nào mổ cũng được, không mổ cũng được, để làm sao? Vậy là bú đó là gọi là bú gì? Bú hiền, ở nhà quê mình gọi là bú hiền, hả nè. Nhưng mà trong y học gọi là bú lành. Nếu anh bị một bú mà nó không hành hạ anh gì hết, không đau nhức không gì hết, thì nó là lành tính. Vậy là cái ca này là ca lành tính. Nhóm 1 nha. Nhóm 2 là ác tính 3%. Ác tính 3%. Đó. Nhóm 1 là lành tính 100%. Nhóm 2 là ác tính 3%. Nếu anh có cái mục bú này mà nằm trong nhóm 1 là lành tính, mà nằm trong nhóm 2 là ác tính 3%, vậy là còn 7% là lành tính. Vậy thì anh phải đi chữa 3 cái phần trăm ác tính này, đúng không nè. Nhóm 3 là ác tính 15%. Nếu anh cái mục bú này mà mọc trong người anh, mà anh đi khám nghiệm mà nó nói ác tính anh 15%, thì anh phải đi trị 15% đó còn nhiêu phần trăm? 85% phải không? Là lành tính. Vậy anh phải đi trị 15% này. Trị ở đâu? Chỗ này mới là chỗ khó. Nhóm 4 lành tính là 30%. Nếu anh bị cái mục bú là tuyến giáp trong người anh á, bú giáp thị trong người anh á, thì nếu anh nằm trong nhóm 4 là anh lành tính 30%, còn 70% mà 30% anh ác tính, 70% anh lành tính. Nhóm 5 là ác tính 75%. Nếu anh bị cái ca giáp thì này, thì ở trong cái nhóm 5 thì anh sẽ bị ác tính 75%, còn có 25% lành tính thôi. Mà nếu anh ở cái cục bú này mà anh nằm trong nhóm 6 là anh bị ác tính 99%. Mà cái bà Hồ Thị Minh Trinh này là bà ác tính 99%. Bà nằm trong cái nhóm 6 nè. Kết luận nè, phân loại theo hệ thống Bét Tê Đa nhóm, vậy là bà ác tính mấy phần trăm? 99. Thấy không? Phải chi mà kết quả của trung tâm hoài hảo xét nghiệm á, ca syndrome dạng nhú của tuyến giáp
phân loại theo hệ thống Bethesda, nhóm 1 thì bà khỏe quá, bà có 3, có nhóm 1 bà lành tính, nhóm 2 thì bà có 3% hả, 3% ác tính thôi, nhóm 3 là bà có 15% thôi, nhóm 4 là bà có 30% thôi, nhóm 5 là bà có 75% thôi, nhóm 6 là bà 99% mà bà nằm trong nhóm đấy. Vậy bà bao nhiêu phần trăm ác tính? Vậy có phải bà ở nhà là bà chết liền không? Nhưng mà bây giờ bà là đang ác tính 100%, là 99% bà ác tính rồi. Vậy tại sao, lý do gì mà biến bà qua lành tính? Chỗ này mới là chỗ quan trọng. Cái dấu chỉ nào cho thấy bà trở thành lành tính? Hiện giờ là theo cái kết luận này nè, cái kết luận này là bà mới đi về nè, là ở trong nhóm 6 mà nhóm 6 ác tính 99%. Vậy thì dấu chỉ nào cho thấy bà lành tính? Đúng không? Dễ lắm con. Bởi cha không giải thích cho con rồi, vì con khổ lắm. Rồi bạn bè con nói mày lành khỉ gì, có gì đâu mà lành. Kết quả siêu âm màu của trung tâm y tế Hòa Hảo vừa rồi trước khi là sinh thiết á, là kết luận bả là hạch cổ hai bên dạng hạch diêm, tức là hai bên cổ ở đây nè hạch diêm nha, chứ không phải là hạch di căn. Nếu di căn là bả ác tính, mà hai bên hạch bên đây là hạch diêm thôi. Do vậy đây là dấu chỉ cho thấy là lành tính. Một đây là y tế Hòa Hảo kết luận nha. Đây, y tế Hòa Hảo nè, các ông hãy coi công ty trách nhiệm hữu hạn y tế Hòa Hảo đây, hạch cổ hai bên dạng hạch diêm, thành phố Hồ Chí Minh, ký tên đây ha. Rồi bây giờ tiếp theo một cái bệnh viện khác kết luận nữa, bệnh viện đa khoa Minh Tâm, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, kết luận là diêm giáp Hashimoto. Đây, bệnh viện đa khoa Trung Minh Tâm Trà Vinh kết luận nhân giáp thì phải là ung thư thì phải nè, cộng diêm giáp Hashimoto. Bác sĩ Triệu Minh Lực, ký tên Trà Vinh ngày 30 tháng 10 vừa qua, nay ngày 3 ha. Vậy là mình yên tâm là lý do con ở trong nhóm 6 này là con ác tính 100%, không có, không trở về. Nó từ cái ác tính nó chuyển qua lành tính, nó nhờ cái, nhờ cái gì hả? Cái này quan trọng, nó nhờ ha si mô tô, thấy chưa? Nếu như mà trong bao nhiêu ngày chị? 52 ngày điều diễn chẩn, trong 52 ngày diễn chẩn, nếu như bà không có 52 ngày diễn chẩn gặp thầy gặp thuốc thì bà là ác tính 100%. Nhưng mà bà nhờ 52 ngày diễn chẩn này, từ cái 100% nó trở qua là Hashimo, cho nên bà trở thành người lành, khỏe không? Hiểu không? Trong cái nhóm 6 này nè, nó có cái này nó mới gọi là lành tính. Còn nếu nó không có cái này là không lành tính. Mà cái này là hai bệnh viện Hòa Hảo xác nhận và bệnh viện Minh Tâm Trà Vinh xác nhận. Thấy cha hay không? Thấy các thầy hay không? Đó, cha giải thích xong này cho đổ mồ hôi luôn á. Làm sao anh hiểu nổi anh ta? Hashimoto làm sao anh hiểu nổi? Làm sao hiểu nổi thầy Thanh, phải không? Vậy dựa theo cái kết luận của nghiên cứu y học của ba nhà Nguyễn Sào Trung, Ngô Quốc Đạt, Nguyễn Sào Trung, Ngô Quốc Đạt là và Nguyễn Thị Trúc Biên, cái ca này mà lên mạng là nổi tiếng thế giới anh, thế giới phải theo, thế giới không được phép nói là hết hay không hết, mà thế giới phải theo. Vì sau 52 ngày diễn chẩn thì anh từ ác tính chuyển thành lành, thế giới phải theo, không có lý do là thế giới không theo. Đổ mồ hôi hột á, ngày hôm qua mà nhận cái kết quả này là đổ mồ hôi hột cho bà Minh Tinh, không thấy chỗ nào lành tính á. Mà trong y khoa người ta không bao giờ người ta
người ta nói một cách rõ ràng như mày 1+1=2 đâu. Tại vì người ta nói rõ ràng như vậy mà lỡ anh không hết bệnh anh thương người ta ở tù, người ta sẽ nói như thế này. Thì trong cái câu này nè, anh không hiểu thì thôi, anh thưa không được. Mà nếu anh thưa thì tôi sẽ giải thích cho anh là Hashimoto là anh lành tính. Vậy thì may mắn tụi con gặp cha giải thích đó, chứ nếu không thì cha ký cho con này con về đi, không giải thích. Thấy không nè, không giải thích gì hết. Thì con về con không biết con lành tính hay ác tính. Anh Tám đồng ý không? Vậy trong cái ca của con là ca 4 này là ca ác tính, vì nó nằm trong nhóm 6 là ác tính 99%. Vậy sau 52 ngày diễn chẩn con thì từ cái ác tính nó chuyển thành lành tính là Hashimoto ha. Vậy thôi thì con lành tính rồi, con có buồn bã gì nữa không ha. Do vậy mà hôm nay con cầm cái bằng diễn chẩn này, cầm cái giấy chứng nhận này về. Nó là cái kết quả này nè, cái giấy chứng nhận này nè. Cha không có ghi kết quả này, nhưng mà cha ghi kết quả này, kết luận ca serum dạng nhú của tuyến giáp phân loại theo hệ thống Beta nhóm 6. Cha ghi y chang như vậy. Nhưng nếu ai không hiểu, con bảo họ là mở clip này ra, cha giải thích rồi. Rõ ràng không? Cha giải thích rõ ràng không? Dễ hiểu không? Các ông lớn dễ hiểu không? Không ai còn thắc mắc gì được nữa. Nếu thắc mắc thì lên hỏi Nguyễn Sào Trung. Nguyễn Sào Trung la chết. Ổng là nhà nghiên cứu y khoa, không có thể nào mà nói sai được hết. Ngay cái chỗ này cho mở ngoặt một chút, chỗ này là chỗ nguy hiểm này. Ông Nguyễn Sào Trung ông nói tiếp nè, và Ngô Quốc Đạt ông nói tiếp nè. Theo các bản phân loại trước đây là một nhóm khó. Cái bản phân loại này nè, bản phân loại nhóm 1 đến nhóm 6 nè, trước đây là một nhóm khó, không có bác sĩ nào biết nó là ung thư lành tính hay ác tính bao nhiêu. Trước đây á nha, còn bây giờ thì biết rồi. Không có tiêu chuẩn hình thái tế bào học rõ ràng, gây khó khăn cho các nhà tế bào học khi vận dụng thuật ngữ vào diện chẩn, và các nhà lâm sàng không được lý giải cụ thể, đưa đến nhiều trường hợp thủ thuật không cần thiết. Cha nói lại nha, là cha đọc xong rồi cha nói lại cho em. Cái câu cha mới đọc thì đó, là trước đây không phân loại nhóm thì các nhà bác sĩ là người ta thấy anh ung thư tuyến giáp lên là mổ. Nhưng mà có những cái ca là không mổ, trị cho nó trở thành Hashimoto, hoặc là trị cho nó trở thành nam nang giáp, phình giáp tuyến, u túi tuyến giáp, u túi tuyến loại tế bào hu te, u tuyến dạng bè hai liên. Nếu anh nằm trong những cái điều kiện đó là diễn chẩn, thời gian anh sẽ lành tính. Nhưng mà cái quan trọng là cái diễn chẩn này, cho dù là anh là ác tính đó, nhưng mà diễn chẩn anh có nghĩa là ngày qua anh đi sai đường á, tôi sửa lại cho đúng đường. Nhưng mà anh có chịu tôi sửa anh lại không? Tức là anh đang ác tính nè, tôi sửa anh trở lại lành tính, nhưng mà anh có chấp nhận 52 ngày diễn chẩn này không? Để tôi sửa cho anh trở lại lành tính. Cho nên cái chương trình mà diễn chẩn ung thư ở đây, cha nói thiệt, thế giới phải ngã về đây. Buộc phải ngã, cha kết luận một câu, buộc thế giới phải theo. Chứ không có nói chuyện là anh suy luận đúng sai đây, anh không có quyền suy luận đúng và sai. Nói hơi mạnh à. Vì không? Mà cha nói hôm nay có nhiều người này nghe, chứ ngày mai càng triệu người nghe. Buộc thế giới phải đi vào con đường diện chẩn này. Vì anh từ ác tính 100% mà tôi biến anh qua lành tính mà. Do 52 ngày diện chẩn này. Mà 52 ngày diện chẩn này nhờ công nghệ nano. Rành vậy đó hả? Nhức lẹo quá, chặt coi. Nhờ công nghệ nè. Nhờ công nghệ nè. Ba ông này mới mừng nè, chứ tụi này không có mừng đâu. Ba ông là một ông đại diện nhà nước, ông đại diện Thập Đỏ, ông đại diện địa phương. Ba ông này mới mừng nè, chứ tụi con đâu có gì đâu mừng. Tụi con là đầy tớ vô dụng mà mừng gì. Nhưng cha nói lại một lần nữa nghe, buộc thế giới phải ngã vào đây, phải ngã vào công nghệ nè.
Vì anh đã ác tính mà tôi viện chẩn anh qua công nghệ nano lành tính 100% mà. Anh không còn lý do để anh không còn lý do để anh nói đây là anh đặt vấn đề ta đúng sai đây nữa, anh có biết gì đâu mà đặt vấn đề. Nhờ công nghệ sẽ giải thích này cho đổ mồ hôi, thầy Thanh thấy rõ ràng chưa? Thầy Thanh thấy giải thích về rõ ràng không? Nhưng ngược lại hồi nãy cho nói thêm, ông Nguyễn Sào Trung nè, ông Nguyễn Sào Trung nè, rồi ông là Ngô Quốc Đạt nè, rồi bà Nguyễn Thị Trúc Biên nè, bà nói là trước đây chưa có phân rõ nhóm này nè, thì khi mà anh ung thư tuyến giáp đưa lên là các bác sĩ mổ hết. Nhưng mà có những ung thư tuyến giáp không mổ, ví dụ như chị có mổ không? Đấy, thấy không, mổ ra là chết rồi. Ví dụ như quê hương mình có ông mổ, mổ là tiêu. Vậy thì phải tốc hành mà chạy về đây, thấy không? Có những ca tuyến giáp về đây cha phân định cho rồi, muốn mổ hay không mổ, vì cha quá rõ chỗ này đúng không? Cha chỉ định cho mày mổ đi hoặc là mày không mổ. Còn trước đây các bác sĩ không hiểu, các nhà nghiên cứu tế bào học không hiểu, cho nên hãy ung thư tuyến giáp là mổ hết, mà mổ là chết. Thấy chưa, có những ung thư tuyến giáp không mổ. Ông Nguyễn Sào Trung nè, ông Ngô Quốc Đạt nè, ông bà Nguyễn Thị Trúc Biên là nhà nghiên cứu y học thành phố Hồ Chí Minh tập 19 số 5 năm 2015. Rõ ràng là cha đã nghiên cứu tới xương tới tỷ rồi, cho nên cha mới dám nói cái này mà đưa lên công chúng cộng đồng mạng thế giới, và cha kết luận một câu tất cả các bác sĩ trên thế giới phải ngã về đây, không có chạy đâu nữa hết. Lý do sao cha nó ngã về đây, vì sao 52 ngày viện bằng công nghệ nè, không có cách nào mà mình ác tính 100% mà cho nó lành. Nếu nó lành tính là trời cho đó. Nếu mà cái người ác tính 100% này mà lành tính là trời cho đó. Còn này mình diễn chẩn bằng công nghệ nè, đúng không? Cầu trời hay là không cầu là do bà này, nhưng mà mình diễn chẩn bằng công nghệ mà. Sau 52 ngày bà nói, sau 52 ngày mình diễn chẩn bằng công nghệ. Cha giải thích rồi nha, thầy Thanh còn ý kiến gì nữa không? Mãn nguyện hết trơn phải không? Thầy Tâm ý kiến gì không? Thầy Năm, thầy Tiến, thầy Hạnh, các bác bên đây có ý kiến gì không? Rõ ràng như ban ngày phải không? Rõ ràng như ban ngày. Mà cái này anh Tám ơi, mình không giải thích là thế giới nó rối anh. Chả được mấy người hiểu đâu à anh Tám à. Dù anh là bác sĩ tỉnh chưa, anh đâu chuyên môn bên đây anh đâu hiểu. Anh là bác sĩ thôi chứ anh đâu phải chuyên về nghiên cứu này mà anh hiểu. Thế nè, nhưng mà cha hiểu, bởi vì cha nghiên cứu bên đây. Cho nên khi cha giải thích cho con rồi, con phải vui mừng, hân hoan vô cùng trên đời. Phải vậy không? Ủa vậy nữa hả? Vỗ tay nữa hả? Chúc mừng cha con. Chúc mừng. Cái chúc mừng ngay chỗ là cha làm cho rõ vấn đề á. Chứ không phải là chúc mừng ngay chỗ là anh lành tính. Anh lành tính thì đương nhiên là không ai giải thích cho anh cũng lành tính nữa. Thế nè, phải vậy không? Vì đây là lành tính mà. Thấy là dễ rồi, dễ quá mừng anh. Cái này nói vậy là không giải thì không hiểu. Ngay từ đầu cha nói là nó kết luận ông Tô Vũ Văn Đương nè là ung thư dạ dày nè, nó nói là không có hình ảnh ác tính trên mẫu thử này. Nó lành tính, không giải thích nữa, nghĩ. Còn cái này nó lành tính mà nó không nói là không có hình ảnh lành tính trên mẫu thử này. Nó chỉ giải thích là anh là phân loại theo hệ thống Beta nhóm 6. Ồ, vậy lành tính chỗ nào? Vậy nhờ giải thích những thứ này ra anh mới biết phân loại thì phân loại, nhưng mà trong cái nhóm 6 nó có Hashimoto. Lành tính là ngay chỗ Hashimoto, mà từ anh ác tính mà tôi viện chẩn anh 52 ngày anh trở qua Hashimoto. Anh Tám thấy hay không? Trần Đại Nhân thấy hay không? Rồi bây giờ như vậy cha đã giải thích xong rồi nha. Nhưng mà cha giải thích xong rồi, cha có một cái buồn. Cha có một cái buồn rằng là trên thế giới này hàng ngàn người bệnh này, làm sao cha có thể vươn tay ra để trị cho họ từ 99% ác tính sang qua lành tính, mà khả năng cha trị có 52 ngày thôi. Những người đó ở đâu, cha làm sao cha gặp được họ? Vậy có phải họ chết oan uổng không? Chú Năm đồng ý không? Anh Tám đồng ý không? Cha
buồn ngay chỗ là họ chết oan uổng, trong khi có một người đủ bản lĩnh để biến ác tính thành lành tính chỉ trong vòng 52 ngày. Và đây là kết quả của trung tâm hòa hảo, chứ đâu phải là cha đâu. Đó, cha buồn là buồn ngay chỗ đó. Giờ làm sao để cha giúp được những người hàng ngàn người mà bị bệnh này? Con lên đây nói nhiều người bệnh không? Nhiều dữ lắm phải không? Giờ làm sao hốt hết những người đó về đây để cho họ sống lại? Và cha mừng cho chính quyền địa phương ở đây, cha mừng cho chính phủ Việt Nam, vì cha là con người của Việt Nam. Cha mừng cho đất nước Việt Nam, cha mừng cho đất nước, mừng dữ lắm. Rồi, đây là một ca cha đã giải thích rồi nha. Thôi, chúc con về bình an mạnh khỏe nha. Bây giờ chú Năm và anh Tám mình ký cái giấy này, xong rồi con nhờ chú Năm trao liền. Đợt lát nữa anh Tám trao cho bác Mẫn nha. Rồi anh Chín trao cho chị này ha. Rồi anh Năm trao cho bác Thành. Hay quá trời, mấy thầy Lương Nghi đồng ý không? Rồi bây giờ cha ký bên đây cái nữa cho con nha, là ba người ký. Cha cũng phải ký, gì nếu cha không ký là cha không có trách nhiệm. Anh Tám đồng ý không? Chú Năm đồng ý không? Cha phải ký nữa mới được. Vậy được ba người ký là ông thay mặt ban nhân dân ấp Vùng Lớn nè, chính quyền địa phương nè, đại diện điểm hội chữ thập đỏ ở đây nè, hai ông lớn nhất nè, riêng cha nữa thì vui quá, còn gì nữa. Vậy ăn mừng gì? Vậy mừng mấy con bê làm ra anh được thì chả. Cha ký cho con nha, quyết định ký cho con nha. Quá là chữ cha này đã không? Như này chắc giờ phải lộng kiến luyện cống quá. Khó lấy chữ ký cha gì lắm không? Lấy chữ ký cha đổ mồ hôi trơn không thấy không? Rồi, con xin mời chú Năm đến trao cái bằng để mà dạy dỗ cho họ nhiều điều khác. Rồi con đứng lên. Chắc bữa nay tôi thắp lại mấy ý mà tôi bắt tay trước lên thấy đi. Tức là ba lần được cái lời ký để giúp mình cho bệnh nhân ra, mà cha Tường chưa phân tích là chưa hiểu đến cái mức độ này. Thì là mừng cho cô cái này, cô thấy là cô tử thành phân tích 6 nhóm, mà nhóm cuối cùng của nhóm này là nhóm là tức là Diêm Vương kêu rồi đó, từ Diêm Vương kêu hả. Thôi bữa nay là mừng cho cô, tức là từ cổ chết trở về hả. Vậy ráng cố gắng nha, để giữ phát đồ đó. Cái gì cái thanh dùng nãy đó, nhờ công gì công nghệ gì đừng có bỏ nha. Thì cô về nãy này cha Tường dặn mặn dê mặn bò ăn từ cô. Rồi sao đừng có tái bệnh nên đừng có chạy đây nữa, bởi vì là không chấp nhận là cái nano đó đã nói từ đó nhóm 1 tới nhóm 6 mà cô là 99% là khổ chết rồi. Vậy ráng cố gắng nha, bắt tay lần nữa nghe không. Vậy là... có gì thất biểu không, có gì rơi nước mắt không, đừng khóc. Hôm nay kính thưa cha, kính thưa ban diện chuẩn, kính thưa ban chính quyền và hội chữ thập đỏ, kính thưa thân nhân bệnh nhân và toàn thể mọi người, con là giống như một con người đã chết đi mà nay được sống lại, là con được nhờ ơn Chúa đã chỉ dẫn cho con để biết đường tìm đến cha. Thiên Chúa đã ban cho chúng con một người cha như cha Tường để cứu nhân độ thế. Con không biết nói gì hơn, con không biết lấy gì trả công trả ơn cho cha, cho ban diện chuẩn và cho hội chữ thập đỏ và quyền. Con chỉ cầu xin Thiên Chúa ban đổ mọi ơn lành xuống cho cha, cho ban diện chuẩn là được ơn bền đổ, và chúc mọi thân nhân bệnh nhân ở đây giữ theo phác đồ của cha và được lành bệnh. Con xin cảm ơn ạ. Quá hay. Con cảm ơn chú Năm nhiều lắm. Coi như cuộc đời của con, của chú Năm, của anh Tám
lần đầu tiên là mình ký một cái là đi tới thế giới luôn, là ký cho thế giới làm khó. Mà cái này nó không làm khó mà làm dễ mình nó chết á. Lúc này là mình không biết làm sao mà đi đâu cho nổi, đi chữa bệnh. Ca Thi Tông ở bên Mỹ thấy sao con? Rồi nha, đây là cái quyết định của con là con về bình an và không nên ăn động vật nữa. Nhớ con, nhờ con 52 ngày ăn cây cỏ mà hạt giống mà con ngoạn mục từ cõi chết, giống như chú Năm, trở về sự sống. Nhớ con, nha. Vì cha khuyên con không nên ăn động vật nữa. Xin Chúa ban phước lành cho con nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Rồi, con đi bình an và hòa nhập vào cộng đồng, con không còn ung thư mà trở lại lành tính nha. Mời con xuống đây, mời bác Hoa Mẫn lên đây. Rồi, bây giờ mà mình phân tích hồ sơ của bác Hoa Mẫn, gom cái hồ sơ lên, hồ sơ của Hồ Thị Minh Trinh giữ lại, Thanh giữ lại 10 năm nha, tại vì cha 10 năm nữa cha mới chết á. Hồ Thị Minh Trinh con giữ cái đó là đủ rồi con. Con chỉ cần cái đó về là cuộc đời của con là con hòa nhập vào cộng đồng, không ai nói con ung thư nữa hết nha. Nhưng con cố gắng con ăn cây cỏ mà hạt giống để con không bị ung thư nữa nghe con. Bây giờ hồ sơ của bác Ba Mẫn mình đây. Đó, bác Ba Mẫn này là bác Ba Mẫn vô được mấy ngày? Hai mấy ngày. 25 ngày hả? 25 ngày, xin mời hôn nhân lên đây luôn. Xin mời hôn nhân lên đây. Anh nhiệt cho ổng đi. Bác Hoa Mẫn lên đây. Bác Hoa Mẫn ngồi đây. Xin mời hôn nhân ngồi đây. Đó, mời hôn nhân ngồi xuống. Đó. Bây giờ cha nói về bác Ba Mẫn. Tên của bác Ba Mẫn là Nguyễn Văn Mẫn. Đây là bệnh nhân nha, cho nên ta có quyền kêu tên nha. Bệnh nhân Nguyễn Văn Mẫn sinh năm 1900. Có dây Mẫn này. 1955. Quê ở Tama. Vinh Kim đi nha. Vinh Kim. Được gọi là xã nhà của mình ha. Hồi nãy là Hồ Thị Minh Trinh là ai dắt lên giữa bệnh? Cha Huynh. Về cha gửi lời thăm cha Huynh. Chúc cha Huynh mạnh khỏe, nhưng cha Huynh hết được dắt người về đây rồi. Lần cuối cùng ông dắt con, ông làm tính là ông vui đi về trời luôn. Ông mừng dữ lắm, cha biết ông mừng. Con dựng trình cho ông cái bằng cấp này là ông mừng dữ lắm. Ông cứu con đó, ông cứu con đó con. Người dắt cái nãy là cha Huynh, còn người dắt bác Ba Mẫn là cha Tám. Người dắt anh bác Ba Mẫn là chủ tịch chữ thập đỏ xã Vĩnh Kim, là ông Trần Văn Tám. Đó, ông Trần Văn Tám cứu ông này một cấp ngoạn mục vô cùng. Coi như anh cũng đã cứu người rồi ha. Bây giờ ngày bác Ba Mẫn mình vô, ngày mà bác Ba Mẫn mình vô trong này có hai nơi để kết luận bác Ba Mẫn bệnh. Một là bệnh viện Cầu Ngang, phải vậy không? Bệnh viện Cầu Ngang kết luận bác Ba Mẫn là nhiễm khuẩn khác của đường tiết niệu sinh dục. Nhiễm khuẩn khác là không biết nhiễm gì đâu, chứ khác nó không biết khác gì. Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insulin, cao huyết áp vô căn nguyên phát. Đây là bệnh viện đa khoa khu vực Cầu Ngang, xã Vĩnh Kim. Đây là bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Văn Bửu, phó giám đốc bệnh viện, ký ngày 25 tháng 9 năm 2018. Đây là một cái bản án. Bản án thứ hai của bác Nguyễn Văn Mẫn, trường Đại học Trà Vinh, phòng khám đa khoa, kết luận bác là sỏi túi mật, nang thận trái, bệnh lý mô thận mãn hai thận, phì đại tiền liệt tiến. Đây, phì đại tiền liệt tiến. Bệnh này là bệnh lớn nhất nha. Đây là hai bệnh viện kết luận bác Ba Mẫn mình là bệnh này. Đây là cái giấy ra, giấy là bệnh án đi vô nha, ngày đi vô.
Bây giờ ngày ra của bác Ba Mẫn, ngày ra của bác Ba Mẫn được kết luận bác Ba Mẫn trong quá trình điều trị 25 ngày thì chúng tôi đưa lên Trà Vinh 2 lần, phải không? Đưa lên Trà Vinh 2 lần. Bây giờ kết quả của bác Ba Mẫn, ngày bác Ba Mẫn vô đây là tiểu đường 7.31, tiền liệt tiến, sưng to, đái không được, rồi cao huyết áp vô căn, rồi hồi nãy cha nói đó, không nhớ nổi bệnh nổi nữa nha. Bây giờ cha nói kết quả sau mấy ngày điều trị, sau 25 ngày diện chẩn 25 ngày diện chẩn rẻ gì lắm đó nha, thì kết quả xét nghiệm tiểu đường 6.4, tiểu đường 6.4 mà ngày ông vô là 7.31. Bệnh viện Sở Y tế tỉnh Trà Vinh, trường Đại học Trà Vinh, phòng khám đa khoa, bác sĩ Lê Thị Hồng Phúc, Hồng Trúc, trưởng phòng xét nghiệm viên là 7.31 là được tại Trà Vinh. Rồi sau 25 ngày diện chẩn thì kết quả là được, ở đây là 7.31 nha, 7.31 là ngày vô đó, là đường này là đường vượt ngưỡng. Đến ngày ông ra là 6.4 này là đường bình thường, được gọi là ngưỡng lý tưởng ở trong khoa học người ta gọi là lý tưởng, cái đường này lý tưởng. Còn cái đường này là đái tháo đường, tức là tiểu ra ngoài, tiểu đường ra ngoài. Tiểu đường có nghĩa là gì? Mình ăn vào chất bổ đái ra hết, gọi là tiểu đường thôi, đơn giản. Mà ngày ông vô là ông đái hết những cái chất bổ trong người ông ra ngoài đường. Thấy nè, sau 25 ngày thì ông hoàn toàn không còn tiểu đường 100%. Đó là một cái kết quả của trưởng khoa xét nghiệm Trần Thế Luật ở Bệnh viện Đa khoa Minh Tâm, 36 Nguyễn Đáng, phường 9. Đây, bác sĩ Trần Thế Luật, Bệnh viện Đa khoa Minh Tâm, ngày 30 tháng 10. Nha, kết quả 6.4, tiểu đường. Rồi nha, đây là một kết quả nha. Kết quả thứ hai, sau khi đưa ông lên Trà Vinh 2 lần, thì cái lần đầu là gan nhiễm mỡ trung bình, phì đại nhẹ, dôi quá tiền liệt tiến. Mà trước khi ông vô đây là ông phì đại tiền liệt tiến và nhiễm khuẩn khác của đường tiết niệu sinh dục. Nhưng mà sau khi trị nữa 25 ngày, trị 12 ngày là kết quả là gan nhiễm mỡ trung bình, phì đại nhẹ, dôi quá tiền liệt tiến. Bệnh viện Đa khoa Minh Tâm, Trà Vinh kết luận gan nhiễm mỡ trung bình, phì đại nhẹ, vô quá tiền liệt tiến, bác sĩ Nguyễn Văn Ro, ngày 23 tháng 10 năm 2018. Đây là một kết quả. Sau nữa, sau phân nửa ngày điều trị thì ông là kết quả là phì đại nhẹ, vô quá tiền liệt tiến. Và kết quả cuối cùng của Bệnh viện Đa khoa Minh Tâm là ông không còn gì cả, tuyến tiền liệt, cấu trúc cá đồng nhất, gan không to, bờ gan đều, cấu trúc đồng nhất. Rồi, hoàn toàn không có bệnh gì nữa. Vậy anh Tám mừng không? Kết quả của bác sĩ Triệu Minh Lực, ngày 30 tháng 10 năm 2018. Vậy cái bệnh này thì nó không gây cấn như cái bệnh của Hồ Thị Minh Trinh nha. Thì cha đã phân tích như vậy rồi nha, nó không gây cấn như Hồ Thị Minh Tinh. Hồ Thị Minh Tinh thì gây cấn quá lẻ, cho nên phải giải thích nó từ đằng xa về đằng gần. Còn cái bệnh này thì bệnh này ở nhà không thuốc chữa nè, bệnh này tây y bó tay nè, mà sau 25 ngày diện chẩn thì hoàn toàn là nãy giờ là hai bác mình đọc của ca giấy của bác sĩ chứ không phải giấy của mình nè, nha, giấy của bác sĩ đó. Bây giờ bác Mẫn ngồi đây và ký tên cho bác Mẫn đó. Bác vẫn đứng lên ngồi đi.
Rồi bây giờ sau khi cha ký tên rồi, hai bác ký rồi. Hai bác rồi. Cha ký xong nha, nhờ anh Tám. Tại vì ngày anh nhắc vô là chủ tịch Trần Văn Tám à, thì anh phải dắt ta về à. Bây giờ cha ký tên cho bác Mẫn hết bệnh nha, chịu không? Hay là nhờ mấy thầy ký? Bác nhờ mà bác muốn cha ký hay mấy thầy? Sao vậy? Ký rồi. Trời ơi, trả lời không mấy thầy ký rồi. Vậy cha ký nha, giữ mãi giấy này nha. Hết trang giấy. Rồi, bác cứ theo giấy này nha, con mời bác Tám nha. Con mời bác Tám lên. Dạ anh. Luôn. Thì trong cái quá trình mà anh đã bệnh thì cũng để liên hệ với chữ đỏ xã thì Tám đây cũng để hướng dẫn nhiều dắt anh đến để viện chẩn để điều trị. Thì trong quá trình điều trị là rõ ràng là chỉ có 25 ngày, trong đó thì cái sự mà viện chẩn điều trị đó thì phải nói thì anh cũng là chấp hành trong cái viện chẩn mà để chỉ bảo thì tốt rồi đó, không có sai lệch sự hướng dẫn của trong viện chẩn. Và bên cạnh đó thì anh cũng thực hiện tốt và luôn cả khâu chăm sóc của gia đình cũng rất tốt, thì chính vì thế hôm nay là có đi là xét nghiệm lại thì bệnh viện Minh Tâm đã hoàn hảo là đưa ra thì anh là hoàn toàn hết hẳn, điều rất là chúc mừng. Thì bên cạnh đó là ta cũng thấy một cái sự cũng là tinh thần và cũng là cũng cho một cái tin tưởng của chúng ta mới là được hết bệnh. Tuy nhiên chúng ta vẫn đi trị là các nơi, nhưng mà đây là cũng là cũng đi trị, nhưng mà đó là cũng là cho cái sự tư tưởng mình thật sự mà nói đến tư tưởng mình tính nhớ được thì đó là một điều tốt. Thì bữa nay thôi, dịp này được cái gửi cho anh cái giấy này làm được là sức khỏe là an toàn là mừng nha, thôi không có gì hơn. Thì chúng ta cũng tiếp tục trở về lo công tác của địa phương mình đi, nếu sức còn mình cứ làm thì sau nữa mình cũng là phục vụ cho bà con, mình làm công việc là bác ái tình yêu thương để giúp cho bà con với dạy con cháu chúng ta cũng thực hiện tốt là sống sao cho nó trọn vẹn cái vậy, đừng có sai luật pháp của nhà nước là luôn cả dân của chúng ta ha. Chúc anh về sức khỏe. Yeah. Có nói gì không? Có nói gì không? Trước tiên thì con cảm ơn cha, sau thì cảm ơn mấy thầy, sau nữa thì cảm ơn thầy Tám, thầy Dương Năm. Rồi xin mời ông, xin mời cô Minh Trinh lên. Dạ 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 dạ, đúng rồi đúng rồi. Đáng gì ông Trọng nè. Thôi đáng cố gắng nha, bởi vì tôi nghĩ rằng bây giờ cả tỉnh Trà Vinh và riêng cái huyện Cần Giờ mà đặc biệt xã Vĩnh Kim là lần đầu tiên mà được ký cho là ông Trùm ra. Tôi thường là Trùm Xòa mà được coi như là anh Tám đây, tôi đặt là Tám thầy chùa rồi, thì dẫn Tám thầy chùa dẫn là ông Trùm đến, mà ngày nay Trùm được cái tôi dẫn ẩm dẫn Trùm cái này ban đầu đến đây này sao coi sức khỏe của Trùm ấy nói cho đại cái như là xã Kim nghe trong quyển Ngọc Ngang mình bị độc đầu tiên rồi. Sức khỏe thì ban đầu thì sức khỏe nó yếu mà yếu vậy. Đi xuống bệnh viện Cần Giờ thì 8 ngày thì nó về đâu cho thuốc. Nó nói uống đủ liều rồi, nó còn gì nào hết. Uống đủ liều. Rồi tôi mới về tôi mới hỏi. Tôi hỏi tầm giờ nó nói sao mà không qua ông cha chị, cha tôi. Tôi mới điện anh á, điện anh mới đi á. Rồi bây giờ khỏe rồi. Quan trọng không sao, quan trọng cả nè, rồi bắt tay ra. Rồi về là sao? Về là có thực hiện hay không? Về cháu hả? Hả? Rồi. Cháu thịt phải không hả? Là cháu gì? Rồi. Thôi chúc mừng nha, bắt tay cái không? À, rồi.
cảm ơn chú Năm, nhờ chú Năm mà phai đau ổng thêm, ổng nói thêm nhé. Bây giờ bác ơi, cái giấy này để chứng minh cho bác là bác hết bệnh rồi, bác đừng có làm nhăn nhó uổng lắm nha. Nãy con thấy bác muốn xe lại nó uổng quá trời uổng. Ép chữa vô quá. Bà xã giữ giùm ổng chứ để mà ổng cuốn cái nó bắt đầu dẹp luôn à. Rồi ông ngồi đây nha, ông quay lại ông ngồi đây. Bây giờ chúng ta thêm một bệnh nhân kế tiếp là bệnh nhân Đoàn Thị Ngọc nha. Đoàn Thị Ngọc thì cha cũng nói ngắn gọn thôi. Quê ở đất sông Đắk Nông, người dẫn vào là cha Huynh nha, cũng cha Huynh nữa. Cũng cha Huynh nữa. Ngài chỉ vô đây là huyết áp vô căn, mỡ máu, men gan, sơ giữa động mạch nha. Đó là những cái bệnh lý của chị đó. Và bệnh lý của chị là được phòng xét nghiệm y khoa 179 Hùng Vương, địa chỉ tổ 4 Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa. Anh nhận nè. Ngày chị vô đây là đường của chị là 7.4 nha. Rồi coi như đường đó là đường tiêu luôn rồi đó. Đường nó thành đường là tiêu luôn rồi. Gan nhiễm mỡ là 4.43 nha. Đó là hai cái nặng nhất của chị là tiểu đường đó, nha. Do bác sĩ nào? Do bác sĩ KTV thực hiện, không biết bác sĩ Hoàng Văn Hùng. Bác sĩ Hoàng Văn Hùng thực hiện nha. Ngày 17 tháng 8 năm 2018. Đó là bệnh tình của chị nha. Bây giờ chị đã diện chẩn đây được mấy ngày? 37 ngày. Ồ, ngắn vậy? 37 ngày. 37 ngày diện chẩn. Chị là Đoàn Thị Ngọc. Cha Huynh dắt về ha. Rồi thì ngày chị vô là rõ ràng cháu mới nói đó, huyết áp vô căn, mỡ máu, men gan, sơ giữa động mạch, do bác sĩ ở ngoài, chị là ở ngoài thị xã Gia Nghĩa kết luận nha. Vậy thì sau một thời gian chị khám bệnh ở đây thì thứ nhất là đường của chị hồi nãy cha nói bao nhiêu đó hả? Ngày tiểu đường là 7.4 nha. Ngày vô đây nè, bây giờ ngày ra là 5.0, do bệnh viện đa khoa Minh Tâm ở Nguyễn Đáng, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh kết luận. Bác sĩ trưởng khoa xét nghiệm Trần Thế Lực 5.0. Đường 5.0 nha. Bác sĩ Trần Thế Lực, bệnh viện đa khoa Minh Tâm. Nói chung mình làm rất rõ anh ta mà. Chúng nào? Bài bản mà có. Gan nhiễm mỡ ngày chị vô đây là 4.43. Đó. Nhưng mà bây giờ bác sĩ là kết luận chị là gan nhiễm mỡ nhẹ nha. Đây chị thấy không, gan nhiễm mỡ nhẹ, bác sĩ Trần Minh Luật, bệnh viện đa khoa Minh Tâm, thành Trà Vinh. Gan nhiễm mỡ nhẹ, chút xíu nữa. Bác sĩ Triệu Minh Luật, ngày 30 tháng 10 năm 2018. Chút xíu rồi như vậy là bệnh của chị là còn cái phần còn lại là vô đó là máu mỡ men gan sơ giữa động mạch là không còn bệnh nữa. Ơ như chị hết bệnh rồi đó. Mừng không? Rồi. Nhưng mà cha nhớ nè, ngày mà chị ở Hùng Vương á, 179 Hùng Vương, thị xã Gia Nghĩa á, là bác sĩ người ta kiên chị nè nha. Ta kiên hay lắm á, đây nè cái dấu, người ta dặn kiên nè. Ta viết chữ kiên nè. Kiên nội tạng động vật. Nội tạng có nghĩa là ruột gan phèo phổi của con động vật. Kiên gan phèo ốc lòng đỏ trứng gà. Gan lòng phèo ốc lòng đỏ trứng gà mỡ động vật. Đó là những cái ta kiên nha. Trước khi chị vô đây ta kiên á, ta kêu là tăng cường ăn rau xanh cá biển. Cũng còn cá trong đó. Nhưng mà bác sĩ ở bệnh viện kêu tăng cường ăn rau xanh và cá biển thôi. Còn khi vô đây là tăng cường ăn rau xanh và cá biển, cho nên kết quả mình là 5 chấm. Và gan nhiễm mỡ nhẹ. Thấy chưa? Đã chú Năm đã thấy kết quả rồi ha. Rồi thì bây giờ đây là kết quả cuối cùng nha. Con có vui mừng hân hoan không? Rồi xin mời thầy Thanh giữ kết quả này lại, lưu lại 10 năm nha. Bây giờ xin mời anh Chính trao bằng khen cho chị Vinh đây. Bây giờ cha ký xác nhận cho con một lần cuối cùng nha. Con thích cha ký không? Hả? Dạ thích chứ con, đúng không?
Rồi, anh Tám, anh Chính trao bằng cấp cho chị này nha. Con đứng lại. Anh Thích cũng phải nhỏ anh rồi. Trước khi ông ta diện thì nhưng mà từ Đắk Nông nó có chiều ở đây đó, dùng Tây Nguyên mà giờ đây được từ bệnh hết bệnh thì nó biết có làm sao. Trước nhất là mình cầu nguyện xin ơn Chúa giờ đây mạnh mãi mãi ha, cố gắng giữ phát đồ của các thầy đã dạy thì không biết nói gì hơn nữa. Giờ đấy chúc mừng giờ mạnh khỏe hơn giữ cái giấy về mãi mãi. Bắt tay anh Khác, cảm ơn em. Rồi, con có nói gì không? Con nói đi. Kia thì con cũng tạ ơn Chúa, con cảm ơn Cha, kính thưa bên chữ thập đỏ, ban các thầy bên diện trần, thì được sự như vậy là tình thương mến thương của Cha, để dành cho chúng con, nên là Cha đã dùng một cái công nghệ nano này để các thầy bên viện trần cứu chữa các bệnh nan y cho chúng con. Thì chúng con cũng không biết nói gì, chúng con chỉ cầu xin Chúa ban cho Cha có nhiều sức khỏe để là tràn đầy hồng ân, để cho Cha có một sức khỏe để Cha nghiên cứu và các cái công nghệ nó mới như vậy mà nó tốt như vậy, để cho các thầy về diện trần giúp đỡ chúng con. Thầy sau rồi thầy xin cảm ơn. Rồi cuối cùng là Cha chúc con lên đường về bình an nha. Rồi con về cho Cha gửi lời thăm cho Huynh, rồi con trình cái này cho Cha Huynh nói, Cha Huynh ơi con hết bệnh rồi nha. Rồi chúc con về bình an mạnh khỏe, xin chú ban phúc lành cho con nha. Rồi. Bây giờ chúng ta còn một bệnh nhân cuối cùng, bệnh nhân này gây cấn vô cùng nha. Bệnh nhân này là bệnh nhân ung thư. Bệnh nhân này là Lâm Văn Thành. Xin mời phu nhân lên đây luôn. Xin mời phu nhân lên ngồi đây. Bệnh nhân Lê Văn Thành. Tôn giáo là Cao Đài, là có hai trụ trì thì dẫn về ha. Cha không biết tên gì nhưng hai trụ trì đi ha, hai trụ trì đưa về, đưa về. Ông về hôm nay là bao nhiêu ngày rồi? 30 ngày ha, 30 ngày diễn trần. Rồi ông được 30 ngày diễn trần thì ngày ông về đây là bệnh viện Đa khoa Thống Nhất tỉnh Đồng Nai đã kết luận ông là ung thư dạ dày và đã cắt bỏ. Phải vậy không? Ung thư dạ dày và cắt bỏ rồi. Ở trong khoa học ta gọi là ca thân vị dạ dày đã phẫu thuật. Nói cho dễ hiểu cho là ung thư cái bao tử cắt bỏ rồi. Cắt bỏ phần ung thư đó rồi nha. Đây là bệnh viện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai nha. Và sau một thời gian điều trị thì Trung tâm Hòa Hảo đã kết luận ông là ung thư dạ dày đã cắt bỏ. Và hiện nay kết quả cho thấy ở Bệnh viện Đa khoa Minh Tâm Trà Vinh kết luận ông là về phía máu của ông là 32.3 và .800. Chỉ số bình thường là 0-1.5%. Chỉ số bình thường là 25-45%. Cha đọc gì, cha hiểu không? Không hiểu gì trơn, thôi thì để cha hiểu, cha biết, cha nói hết được rồi. Cha giải thích hoài cho mệt quá lẽ. Phải vậy không nè? Hoài giải thích cho mệt quá lẽ. Bây giờ cha đọc cái kết quả cuối cùng của ông nè. Bệnh ông là bệnh ung thư bao tử cắt bỏ rồi, cắt cái phần bao tử rồi nha. Hiện tại chưa ghi nhận hình ảnh bất thường trên siêu âm bụng tổng quát. Mà trước đây là ông là phi đại tiền liệt tiến. Có phải vậy không? Hiện tại ông là tiền liệt tiến không to, cấu trúc khá đồng nhất. Xin mời bác Năm coi.
Trước đây là Tiền Liệt Tiến ổng là phì đại như bác Mẫn vậy đó, bây giờ là công to, cấu trúc, cá đồng nhất. Kết luận của cái ung thư nè, hiện tại chưa ghi nhận hình ảnh bất thường trên siêu âm bụng tổng quát. Bác sĩ Triệu Minh Luật đó, bệnh viện đa khoa nha. Rồi như vậy là cuối cùng, hiện tại bây giờ là về phía thử máu của bác nè, về phía siêu âm bác nè, về phía chẩn đoán bác là bác không còn ung thư và không có di căn, nhưng cái bệnh của bác không có sinh thiết được gì cắt bỏ đâu. Bác sĩ không chịu sinh thiết. Vậy thì để biết bác không di căn, không còn ung thư là thử máu và siêu âm. Vậy bác hãy về bình yên, bác không còn ung thư nữa. Nhưng mà bác sĩ chợ nãy không siêu âm được, do bởi là ung thư bao tử mình đã cắt rồi, không có gì để siêu âm cả, hay không có gì để làm sinh thiết cả. Do vậy đây là cái bộ hồ sơ kết luận cuối cùng của bệnh ung thư bao tử đã cắt bỏ. Đây là kết quả cuối cùng, là kết quả không ai có thể nói mình sai được nha. Nếu nói sai là đối diện với bệnh viện Minh Tâm tỉnh Trà Vinh, chứ không phải là đối diện với mình nha. Vậy cha kết luận cho bác, sau khi cái bộ hồ sơ này thì bác không còn ung thư bao tử và không có di căn, hiểu chưa? Do bởi tại sao cha nói vậy, do bởi có thử máu trong này, do bởi có là siêu âm màu tổng quát ở trong này, còn cái ung thư này không làm sinh thiết được là bởi vì đã cắt bỏ rồi, bác hiểu chưa? Vậy bác có vui mừng không? Vậy tóm lại là bác không ung thư. Cha viết chữ nha, không thấy chữ gì không? Không quá là viết hết tấm bản ra rồi chứ giờ nói viết sao giờ. Với một chữ một là không ung thư là rồi ha. Tặng cho bác ba chữ đó đó. Được không? À, không ung thư là tốt quá rồi. Tặng cho bác ba chữ đó thôi. Bác vừa bình an nha. Rồi bây giờ cho ký cho bác, anh ấy cho mệt quá lẽ mệt. Mệt quá lẽ mệt. Rồi ha, cho ký cho bác cái nữa là xong nha. Cái này cho mời ông quản nhiệm điểm hội chữ thập đỏ đến trao cho bác Lê Nhân Thành. Xếp tay, xếp tay. Ký cái mộc này, đóng mộc này nó hơi trọt, không sao cả, vẫn có là được. Chúc mừng ông hết bệnh ha. Ông về ráng cố gắng, nhớ là cháu cháu nhìn nano nha. Không có ăn những gì mà ấy nữa thì nếu bệnh trở lại thì đây họ thập đỏ không nhận ông nữa, dáng gìn giữ mà ăn cho trúng thức ăn của mình ha. Chúc mừng ông. Dì khỏe không? Rồi ông trước khi giờ ông có nói câu nào không? Dạ, trước tiên là cảm ơn ban hội thập đỏ tỉnh Trà Vinh này, cùng xin cảm ơn Trà Tường. Tôi ở miền Đông đất đỏ cái năm nay thuộc bệnh là nay được là gần gấp năm rồi, nhưng mà cũng đi đã bình thường là bệnh viện theo lời cha nói thì cũng đúng thì thật là như vậy. Tôi biết được ở chỗ này là nên tốt đẹp về tình yêu thương cho không là mặt là sự cái duyên, nói chung là bên đạo tôi gọi là cái duyên, đã được về đây hội ngộ với cha cùng các thầy cái gì chuẩn cho tôi. Lúc khó khăn bệnh tật đã nói chung là nặng nề đó, cho nên nay được khỏe và cha và các thầy bên hội chụp đói đã quyết định cho tôi về, đúng là thật sự là cũng đã bớt bệnh. Rồi, tâm tôi thì lúc nào cũng cầu thiện mà cũng thay lời muốn nói là muốn cảm ơn chân thành nhất, mà không biết nói gì để đền đáp cho cha cùng quý vị ở đây. Thì tôi lấy tấm lòng của tôi là chỉ cầu nguyện cho cha và cùng các thầy ở đây, có những người có mặt ở đây và những người chưa đến đây, để một lời chúc tốt đẹp nhất đến với mọi người, đến với trên trước là chi Chúa và chi các đấng thiêng liêng ban phước hồng ân xuống cho cha là thầy được sức khỏe dồi dào để mà có một công quả kích cho mọi người ở đây, cho đất nước, cho xã hội tốt đẹp, càng ngày phát triển hơn. Xin hết. Rồi, xin chúc ông đi về bình an nhé. Rồi từ nay cố gắng ăn chay trường nhé, theo đạo cao đài của ông nhé. Gửi lời thăm hai sư huynh cao bên cao đài nhé.
Cuối cùng anh Tám dạy mọi người vài câu, chú Năm vài câu nữa rồi mình nghỉ. Ngồi đây nói luôn. Bữa nay cũng là ngày để ra cho các anh em bốn bệnh nhân ra bệnh, thì riêng là Tám đại diện thì cũng không có gì, cũng nhắc lại tất cả bà con mình bệnh nhân đây thì mình ráng, chúng ta ráng thực hiện tốt có theo cái pháp đồ của là viện chẩn dạy, để mong sao cho chúng ta cũng là mau thoát bệnh trở về gia đình cũng như các anh chị đây. Thì sau cùng cũng chúc sức khỏe tất cả bà con đây, chung trước là linh mục sau tất cả viện chẩn và các bà con mình bệnh nhân đây được nhiều sức khỏe. Xin lỗi. Thôi trước hết thì thưa linh mục là thầy Râu Viễn Tường cùng là các cô bác là bệnh nhân là ở đây, chắc là bữa phát đạo tôi nói cũng là nhiều rồi, bữa nay ngắn gọn thôi ha. Thì bữa nay coi như là nãy tôi có nói là dịp tôi có dịp ký ba đợt bệnh nhân mà coi như là từ phụ trách đại về là bữa nay là thứ ba. Thì bây giờ không có thì nãy chút rồi bây giờ chút là bốn bệnh nhân rồi, từng trao giấy có chút rồi. Thôi bây giờ tôi nói ví dụ thôi nha, mà ở đây có gì là sai cũng xin quát bỏ qua. Thì cô bác là từ cổ chết tới về, tức là tụ tập về đây là gì, bệnh viện đã chạy thôi, tức là về đợi chết. Mà ở đây là gì biết không, ở đây là coi như là Diêm Vương tụ tập về đây. Bây giờ là có trước có sau, bởi vì là bốn bệnh nhân này theo pháp đồ, tức là coi như là tức là không có, tức là tôi nói là lao động tốt đó, giữ pháp đồ, rồi nói là như là tại giam này ha, giam đợi đợi. Mà tôi nói ha, thì bây giờ muốn về sớm thì cô bác gắng tranh thủ làm như là coi như là nãy giờ cha Tường có giảng rồi, từ phát đồ như thế. Tại sao là coi như là hồi nãy đây sáu cái gì đó, sáu nhóm ấy. Rồi từ nhóm 1 đến nhóm 6 thì là cái gì chị nào nãy ra rồi nhóm sáu rồi mà trở về nào, nano có 49 ngày hay gì 52 ngày trở về rất tốt. Thì là thôi cái là cô bác nè bệnh rồi em ráng cố gắng, bây giờ là lao động tốt, tôi nghĩ lao động tốt là tức là thực hiện cháu gì nano đó, vậy thôi. Chớ đời đừng buồn mà đừng là thất vọng, thực hiện cái phác đồ đó rất hay đó. Thì các bệnh nhân này đã nói rồi, thì bây giờ chúc là 40 nhân lần nữa về là coi như là an toàn đó. Chúc bây giờ là đến đây nữa, đến đây là mạnh khỏe thăm cha Tường nha, các là hội chẩn nha, còn đừng nói là lại là coi như về tắm ba cái động vật vô rồi bắt đầu đau lại đây nữa. Thì hồi nãy thầy Năm có nói rồi, tôi đặt cây phun đó có nói rồi, thì đừng lại đây mà than nó giờ là quá trời, là lỡ tôi về ta ăn là động vật, bây giờ là cha cố gắng chữa nữa thì không được đâu ấy, vậy thôi. Lần nữa thì chúc là sức khỏe là bốn vị này về được mạnh khỏe, còn toàn bộ là chúc sức khỏe ráng giữ cái phát đồ đó để lần được ra về. Thì là cái đó là sau cùng đó. Thôi bây giờ tôi tiếp tục nữa, thì bây giờ là coi như là có một cái cô ở này từ Mỹ, nãy giờ chưa nói thì cha Từ chưa nói, từ Mỹ ra đứng lên đây. Cái này cô này cô An, cháu An từ Mỹ trị không hết thôi. Là cháu An nữa chứ có thật là về bệnh viện rồi, chuyện qua chú Năm có nghe con điện về. Tức là bệnh viện nào rầy quá trời, bay ngu quá, ở Mỹ mà không trị. Mà dám về Việt Nam trị. Ở Mỹ trị không hết, dám về Việt Nam. Thì nữa con có thể phát biểu. Vậy là mời con lên phát biểu mấy lời trước cha Tường vào. Xin mời con. Xin mời ok. Xin mời con. Cảm ơn chú Năm. Ta năm 2000 nó 49 ngày sướng không? Chưa có chút con đẹp trai nữa rồi nha. Lát nữa chút sau cùng. Xin mời con. Thật ra thì không phải cha quên con, nhưng mà chắc con được phước lên đây. Thế thì chú Năm nhớ đến con thì xin mời con nói vài lời theo ý kiến của chú Năm. Nãy chú Năm hỏi gì đó cha quên tiêu. Cha nhớ không? Chưa chúc cha đẹp trai. Con về đây là con trị bệnh, là con có cảm giác như thế nào mà con về đây để con trị bệnh? Con thấy được có ích lợi gì không? Trước hết đó, con xin kính chào cha, kính chào các cấp chính quyền, chào ba vị trưởng, chào bà con ở đây.
giống như con về đây á, là tại vì lý do bệnh ung thư, giống như ở bệnh Mỹ thì không có chị hết, thì con cũng có coi trên mạng thì thấy cha ở đây cũng như chị cho nhiều người hết bệnh, nên con đi đi đến đây để gặp được cha, mong là cha chữa cho con hết bệnh. Rồi, thôi con nói nhiêu đó được rồi, nhưng mà giờ sẵn đây cha nói luôn nha. Ở đây cha trị rất là nhiều ca ung thư phổi là thành công. Thành công hoàn toàn, không thất bại con. Con nhìn ngay mặt cha con thấy nè, thành công hoàn toàn không thất bại. Nhưng tại sao cha dám nói con thành công chỗ này? Bác sĩ Mỹ kết luận con là ung thư phổi giai đoạn 4, tức là giai đoạn cuối. Hả nè. Nhưng khi về tới trung tâm Hòa Hảo xét nghiệm, con không có ung thư phổi. Ủa vậy đâu có bệnh gì đâu mà chữa. Con chỉ là tràn dịch màng phổi phải, dẹo cột sống thôi, con không có ung thư phổi vậy. Con không thể chết được, con hiểu không? Mà quả thật nếu con ung thư phổi giờ này, con đâu đứng đây mặt tươi sáng như vậy được. Rõ ràng con chỉ tràn dịch màng phổi phải thôi. Thì từ từ cho ép chất dịch này ra là xong, không có gì cả. Thời gian ngắn thôi, con thấy người ta có không ung thư có 20 ngày thôi. Cha báo cho con một tin mừng, mừng liền. Ở đây nha, hôm qua cha nói với anh của cha á, cha nói với anh bảy của cha ở bên Mỹ, bên Texas á, cha nói nhỏ này nó kỳ quá không. Ở bên Mỹ thì nó nói với tôi là nó ung thư phổi giai đoạn 4. Mà tôi có nói nó nghe lời tôi không? Tôi nói bây giờ con về đi, con về tới tầng thứ nhất rồi con đừng về nhà con đi. Con đi thẳng về nhà cha, để cha cố gắng cho chị cho con. Thì nó nghe lời tôi là nó từ Tân Sơn Nhất, từ bên Mỹ về tới Tân Sơn Nhất về đây. Rồi nó về đây tôi đâu có chịu, tôi sai nó về Hòa Hảo một lần nữa. Khi nó về Hòa Hảo nó đưa hồ sơ, nó không ung thư phổi mà nó là tràn dịch màng phổi phải thôi. Mà sao ông bác sĩ Mỹ nó nói là ung thư? Biết ông anh cha giải thích cái chỗ đó cho cha làm sao không? Cha không tin là trung tâm Hòa Hảo xét nghiệm là tràn dịch chứ không ung thư, cha không tin. Cuối cùng ông anh cha giải phóng cho cha là mày biết sao không? Tại vì nó nghe lời mày từ bên Mỹ về Việt Nam sang đây, cái đức tin của nó làm cho tự động hết ung thư chứ không phải là mày chữa đâu. Rõ ràng bây giờ con không có ung thư, bác sĩ xét nghiệm con không có ung thư, chỉ có tràn dịch màng phổi nha. Vậy thì cái chuyện này đâu có lớn lao gì, giống như là phì đại chứ không có ung thư, con hiểu không? Dẹo cột sống là bởi vì con bị nặng, con đi nang bên này dẹo theo từ từ mình chữa nó hết rồi. Cuối cùng là con không có bị ung thư mà con bị tràn dịch màng phổi. Vậy thì anh cha mới giải phóng cho cha bằng cách là cái niềm tin của nó từ bên Mỹ mà nó dám bỏ tất cả, nó về Việt Nam, nó xuống Tân Sơn Nhất, nó về tới cái đồng ruộng này, thì đương nhiên trời phải cho nó cái hết ung thư liền tại chỗ. Cái đó là niềm tin đó chú, niềm tin đó. Chứ còn bác sĩ Mỹ kết luận không có sai được. Và về tới trung tâm Hòa Hảo người ta kết luận cũng không sai được luôn, người ta đâu nịnh như mình. Tao có biết mình là ai đâu nịnh. Vậy mà là tràn dịch màng phổi vậy, con không có ung thư là do niềm tin của con chứ không phải là do ai chữa hết đó con. Vậy cha chúc mừng con là con không có ung thư mà con có tràn dịch thôi. Vậy thì tràn dịch thì đâu có mấy hồi hết bệnh con nha. Cái quan trọng nhất là ung thư nha con. Mà ở đây dù cho ung thư giai đoạn 4 cũng có thể khống chế cho nó đi chỗ khác chơi luôn, chứ đừng có giỡn ung thư đây. Đó, ung thư của bà này là giai đoạn 99%, đưa bà về lành tính liền tại chỗ, 52 ngàn. Vậy cha chúc con mạnh khỏe nha. Thôi rồi bây giờ Cha, cha có phát hiện giống như là cái lúc mà cha xây đường với xây cầu á, cha có nói là có mọi người có ai cần đóng góp gì đó, thì đóng góp chung sức với cha đó, cho nên con có mẹ của con ở Mỹ á, có gửi một số tài vật về á, chung sức đóng góp với cha nhậu cho. Cha, cái vụ này kẹt chú cùng ha. Thôi nói chút tiền luôn. Dạ, mẹ của con có gửi 1.000 với con có nói cho mọi người không biết có nhận chắc, thì có cô hàng xóm gửi thêm 100 nữa là tổng cộng 1.100. Dạ, xin cha vui lòng đóng góp, chúng ta đóng góp xây đường với xây cầu ấy. À, không phải là cha không nhận tiền này, bởi vì cái đồng tiền là bác ái chứ cha đâu có lấy bỏ túi cha làm chi, hiểu không con? Nhưng mà giờ tao chữa bệnh cho mày, tao nhận tiền mày nữa, nó chứ không giống ai cả, con hiểu không? Dạ. Thì bây giờ con cũng nói công khai nè chú Năm. Bây giờ con nói công khai là bây giờ con chữa bệnh yêu thương và cho không mà. Giờ tự nhiên gửi tiền cho con cái tự nhiên nó mất hứng hết rồi. Thôi nè, thôi giờ chú Năm giải quyết cái này. Chắc có lẽ là cái bản cha ngại.
yêu thương mà cho thân. Dạ. Yeah. Mà thấy tiền mà được qua tay cho thường thì cái đó hơi không được rồi. Dạ yeah, đúng vậy. À, mà con thấy nhận xét vậy vì số tiền này là coi như là lên mạng thấy là cho thường vui thì bệnh mà nhất là bây giờ cái hồi nãy chưa phát huy trong hội chẩn nha. Yeah. Thì đây cô bác biết rồi. Sáng ngày tại sao là các thầy đây là tới 8 giờ mới đến đây bị thuốc hái trước không được. Đây hái từng lá thuốc, nhất là tôi thấy bây giờ nữa bà xã tôi là bệnh cái tiểu đường á, cái lá thìa canh á, cái mới đạo là mưa gió gì là coi như là hao chẩn ngày cũng sáng này lại thuốc, thấy nó khổ chưa từng có. 8 giờ là bắt đầu mang cái thùng thuốc đến đây mà điều trị cô bác. Thì cái điều đó thì cháu vô đây mới đến đây thì chưa thấy chuyện đó. Thì bây giờ ở bển Mỹ tôi nghe cái trên cái mạng á, thấy là coi như là cho tường đã thành lập đây thì thấy lên mạng coi như là xây cầu, sắp tới đây xây cầu rồi làm đường, thực tế làm đường rồi thì cái này cái tiền này cái tiền ủng hộ để đóng góp cũng như bác sĩ gì bác sĩ Adam gì đó Adam cũng y vậy thôi. Dạ. Thì tôi nghĩ là đồng tiền này coi như là bên chị thập này nên nhận đi chứ không. Dạ. Phải là cho tường nhận. Dạ. Nhận để tiếp theo là coi như còn dài dài công trình dài dài sau này cái công trình là thắp sáng này là quê hương mình nữa. Dạ. Nữa thì tôi nghĩ là cái này nhận tốt hơn chắc. Dạ. Là chắc ở anh Tám nhận là cái đưa qua tôi quỷ chạy ra đưa rồi vậy con gửi cho đại diện điểm chữ thập đỏ đi. Anh Tám nói vài câu đúng thì nãy giờ là đại diện chính quyền là nói nó cũng thực tế mà vì chỗ cha tường là yếu thương vô không đâu có nhận cái này, riêng ở đây là nhận là để cái điểm hội này nhận để chung tay góp sức cùng lo đây cả bệnh nhân và luôn cả các cái đường này cho bà con đi chung thì đó điều tốt thôi. Vậy là đại diện chữ đỏ là cũng ghi nhận để phụ vô cái công tác đó từ thiện xã hội cũng như cha trước chứ thì cũng đại diện cho thành cảm ơn là mẹ ở nước Mỹ có tấm lòng để là từ thiện xã hội để giúp cho trong cái điểm này để phát huy lo cho tất cả bà con bệnh và luôn cả cái đường xá thì rất là trọng ơn. Thì cũng xin chuyển lại đây là chúc sức khỏe, cầu xin là Chúa ban phước cho gia đình được nhiều sức khỏe. Con muốn nói gì không? Cha nói con nghe nè, là bởi vì cha chữa bệnh cho con mà khi mà xét nghiệm ở ngoài hảo về con không ung thư, tự nhiên cha vui rồi. Cho nên đối với cha với mấy thầy giờ, cha với thầy Thanh với thầy Tâm đồ đó không, mà qua mấy ca này nè, không ăn ngủ được con. Vì người ta hết bệnh mình không ăn ngủ được. Sau khi xét nghiệm của con ở Hòa Hảo về rồi cha không ngủ được luôn. Cha mừng cho con. Mà con ơi, cái đức tin của con nó nằm ngay chỗ đó đó. Con tự động cái ung thư nó đi chỗ khác chơi. Nó còn lại cái tràn dịch màng phổi phải nhìn lượng nhiều thôi à con. Không có ung thư, nó ngộ lắm. Mà cha phải tin bác sĩ Mỹ và cha tin các bác sĩ ở trung tâm Hòa Hảo. Cha tin cả hai hết. Nhưng mà tại sao bác sĩ Mỹ nói con ung thư giai đoạn 4 mà về Hòa Hảo nói con không ung thư? Vậy thì niềm tin của con đó, cha mừng cho con ngay cái chỗ này. Con hiểu không? Còn cái chuyện tiền bạc thì ban đại diện gì đó cha không biết. Cha tu hành cha không quan tâm chuyện đó đâu. Cha quan tâm cho chữa bệnh cho con thôi. Con hiểu không? Chúc con mạnh khỏe, chắc chắn con sẽ được hết bệnh nha. Vì con không có ung thư. Con hiểu không? Con không có ung thư, con chỉ tràn dịch. Tràn dịch lượng, tràn dịch màng phổi lượng bên phải lượng nhiều thôi nha. Con báo về gia đình con là như vậy. Mà cái ung thư đó nó hết là do cái niềm tin của con đó. Anh của cha giải thích cho cha vậy chứ cha cũng không để ý luôn nữa nha. Thôi cha chúc con mạnh khỏe nha. Rồi, chào con. Bây giờ cuối cùng con mời mọi người mình đứng lên đọc một kinh cảm ơn Chúa nha. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Xin Chúa ban phước lành cho con nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Xin Chúa ban phước lành cho con nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Xin Chúa ban phước lành cho con nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Xin Chúa ban phước lành cho con nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chúng con đi bình an. Về đừng ăn động vật nữa để khỏi bệnh. Và chúng con về tinh thần nhưng không phải trả một xu nào hết. Cha gửi lời thăm tất cả những người ở quê hương con và những người mà phụ huynh dắt con về đây, sư trụ trì, cha huynh và anh Tám chữ thập đỏ gửi lời thăm ảnh nha. Xin chào mọi người nha. Chúng ta cho tràng pháo tay chia tay nhé.